Thầy chào các em. Hôm nay thầy dạy hình học lớp 6. Tiết học hôm nay thầy sửa các em bài tập 37, 38, 39 trang 116 của bài 6 đoạn thẳng. Sau khi học xong bài này, các em cần nắm vững biết vẽ đoạn thẳng, cắt đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng cắt tia, vẽ đoạn thẳng cắt được thẳng. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập số 37. Lấy 3 điểm không thẳng hàng ABC, vẽ hai tia ABAC, sau đó vẽ tia AX cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C. Bây giờ chúng ta vẽ hình. Trước hết chúng ta lấy 3 điểm ABC. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thước để vẽ tia AB và tia AC. Tia AB là nửa đường thẳng AB có góc A. Tia AC là nửa đường thẳng AC có góc A. Thì sẽ vẽ tia AB trước. Muốn vẽ tia AB, các em phải cho thước, mép thước đi qua hai điểm A và B, sau đó các em vẽ tia AB. Như vậy các em thấy vẽ tia AB là nửa đường thẳng có góc A. Bây giờ tiếp tục ta vẽ tia AC là nửa đường thẳng có góc A. Bài toán yêu cầu là vẽ tia AX cắt đoạn thẳng BC. Vậy chúng ta phải vẽ đoạn thẳng BC. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tia AX cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C. Mà muốn như vậy thì các em phải lấy điểm K trước. Điểm K các em lấy là một điểm nằm giữa hai điểm B và C. Sau đó các em dùng thước vẽ cái tia AX cắt BC tại điểm K. Mặt thước đi qua hai điểm A và K nghe các em. Như vậy mình vẽ xong. Bây giờ chúng ta ghi lại cái lời giải bằng cách vẽ. Trước hết lấy 3 điểm ABC không thẳng hàng, vẽ tia AB, vẽ tia AC, vẽ tia AX cắt đoạn thẳng BC. K là giao điểm của tia AX và đoạn thẳng BC. Vậy là chúng ta giải xong bài 37. Bây giờ qua bài 38. Vẽ hình 37 rồi tô đậm đoạn thẳng BM, tia MT và đường thẳng DT. Như vậy ở trên hình 37 có 3 đối tượng là đoạn thẳng BM, tia MT và đường thẳng BT. Bây giờ thầy vẽ hình giống như hình 37 bằng cách lấy 3 điểm M, B và T. Thầy dùng thước, thầy sẽ vẽ tia MT đặt thước sao cho mép thước đi qua hai điểm M và T.
sau đó chúng ta vẽ tia MT là một nửa đường thẳng có góc là M. Tiếp tục vẽ đường thẳng DT. Tiếp tục dùng thước để vẽ đoạn thẳng BM. Bây giờ mình tô đậm đoạn thẳng BM bằng một cái mạng. Để tô bằng màu đỏ. Quý vị các em thấy đoạn thẳng là một hình gồm hai điểm và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm đó. Thế nói lại, đoạn thẳng MB là một hình gồm hai điểm mút M và B và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm M và B. Bây giờ chúng ta sẽ tô đậm tia MT. Tô bằng màu xanh lá cây. Tiếp tục mình sẽ tô đậm cái đường thẳng BT. Tô bằng màu xanh đậm. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong hình 37 bằng cách tô đậm bằng 3 màu, đó là đoạn thẳng MB bằng màu đỏ, tia MT bằng màu xanh lá cây và đường thẳng BT bằng màu xanh đậm. Vậy chúng ta đã giải xong bài 38. Bây giờ qua bài tập 39, lại tiếp tục vẽ hình 38 rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại Y và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K, vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L và kiểm tra xem các điểm Y, K, L có thẳng hàng không. Bây giờ thì vẽ như hình vẽ của sách giáo khoa các em. Các em phải dùng thước thẳng để các em vẽ lại hình của sách giáo khoa. Vẽ đường thẳng thứ nhất nó nằm ở phía trên. Em nhìn vào hình em vẽ. Sau đó thì vẽ cái đường thẳng nằm phía dưới.
Vừa vẽ xong hai cái đường thẳng nằm trên và đường thẳng nằm dưới. Bây giờ trên hình vẽ người ta lấy ở cái đường thẳng phía trên đó, là 3 điểm ABC và 3 điểm nằm ở đường thẳng dưới là DEF. Bây giờ chúng ta lấy các điểm ABC và DEF. Sau khi lấy các điểm xong thì hình vẽ chỉ có giữ lại như vậy thôi. Bây giờ người ta nói các em vẽ các đoạn thẳng AF CD cắt nhau tại K thì vẽ AE và BD. Vẽ AE và BD. Hình thước vẽ đoạn thẳng AE. Nhớ thấy là đoạn thẳng AE là có hai điểm mút A và E. Các em không được vẽ quá hai điểm mút này. AE thì vẽ xong. Bây giờ thì vẽ đoạn thẳng BD. Xoay thước lại vẽ đoạn thẳng BD. Hai đoạn thẳng này cắt nhau ở một điểm tôi gọi là điểm Y. Như vậy mình vẽ xong Y thứ nhất. Tiếp tục thì vẽ đoạn thẳng AF và đoạn thẳng CD. Thì vẽ CD trước. Tập thước đi qua hai điểm C và D này. Tiếp tục thì vẽ đoạn thẳng AF hai đoạn thẳng này cắt nhau tại một điểm đó chính là điểm K. Bây giờ vẽ đoạn thẳng BF và CE thì vẽ đoạn thẳng CE trước. Bây giờ thầy lại vẽ tiếp đoạn thẳng BF. Hai cái đoạn thẳng này sẽ cắt nhau tại một điểm, đó là điểm L. Chúng ta đã kiểm tra xem 3 điểm Y, K, L có thẳng hàng không. Chúng ta đọc thừa chúng ta kiểm tra. Các em thấy điểm Y, K, L có thẳng hàng các em? Nó thẳng hàng phải không? Thì mình vẽ luôn. Như vậy là 3 điểm Y, K và L nó thẳng hàng. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài toán. Vì là trong những cái bài này thì các em nhớ là bài 37, 38 và 39 là 3 bài tập trung vào vẽ hình theo yêu cầu của bài toán. Và các em phải làm thành thạo. Các em chỉ cần các em phải phân biệt cho thầy vẽ đoạn thẳng, vẽ tia và vẽ đường thẳng. Nếu vẽ đoạn thẳng mà các em không, nếu các em vẽ đoạn thẳng các em không cẩn thận, các em sẽ vẽ qua tia và thậm chí các em lại vẽ qua đường thẳng mất. Cho nên các em vẽ hình các em phải rất chú ý vẽ đoạn thẳng khác tia và khác đường thẳng.
Đó là ba điều mà các em phải nhớ trong cái bài học hôm nay. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.